Cái chào cháu ra chào ông sao cháu ban dành cháu ra chào ông sao cháu ban mà hèn chênh chênh thình sân cháy cao lan hôm đai và thình truyền hình vừa đọ phát khấn kênh VTV5 hôm đai truyền hình Việt Nam kênh cây cháu ra chào ông sao cháu ban kệ tà lộc hát xoan đài UNESCO vinh danh sẽ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện hồng nhân loại. Thành Phú Thọ đã triển khai chương trình hành động theo tiếp tục bảo tồn phát huy di sản hoàng hạt xoan làng lai bay cục hạt xoan đá mê lệnh lan tỏa men mấy chị đấy bảo tồn phát huy dậu cháo phương xuân cậu mà nừng mây lệnh lan tỏa dậu cạ xẹp tham ven thành thị dậu đầy thén dậu tên hẳn sân chế này hân đẹp phần láo hôn chiến trinh nghìn đấy món câu lo cáng ma về bảo tồn sau và thuy di sản hạt xoan hồng thánh phật thọ lăng đấy sánh cháu ra cháu ông sau cháu ban tàu xe mai hen. Đời cháu gia tộc âm nhạc dậu trường trung học cơ sở Hưng Long xã Hưng Long ven lò đo Yên Lập cháu lắc đạch tóc thầy dậu nấy thương đấy cô giáo dạy bộ môn âm nhạc giới thiệu mà hạt xoan Phú Thọ mà cháu giá trị quay đời hong di sản đấy sau công tác bảo tồn phát huy di sản hong thành Phú Thọ đời cháu bay qua ta cháu viết cục nấy lực đạch tộc thầy mấy chị đấy tóc đầy ná sau ná hạt xoan mà đừng tích cực tham gia hào cháu chương trình hồi thi hồi diễn có phần tuyên truyền quảng bá sau giữ gìn bảo tồn di sản hạt xoan. Đầu tiên khi em học hát xoan thì em cảm thấy rất khó, nhưng sau khi nông sẽ thêm lộc đầu tóc sẽ hó tóc lai tầng lang tóc dần sư nông sẽ thêm thân lai sau nông sẽ ấy bảo tồn di sản hạt xoan hồng thánh lau nông sẽ cố gắng tốt sau tìm hiểu lai hơn cháu bay hạt xoan đều cháu bay hạt xoan ấy đấy lai hơn ná hơn của địa phương mình ạ. Trường trung học cơ sở Hưng Long lộc nấy mấy khẩn tham bạc lực đếch tóc thầy phần lai cháu lực đếch tóc thầy hồng lan trưởng xe đã ná hạt xoan rời hạt xoan hay lực đếch tóc thầy đều cháu hất nóm ná ma nguồn gốc ăn giá trị độc đáo ăn đời sao cháu ăn thông điệp ý nghĩa thông qua cháu xâm hạt xoan tá hồng đều cháu hất nóm nêu thang tinh thần trách nhiệm tiếp tục giữ gìn sau và thuy di sản văn hóa hồng trá ông lao tiêu thoi. Em cũng cảm thấy là mới đầu rất học rất là khó. Nông đã tóc hạt xoan, ta cháu nghe nông bê tóc cấp rát. Lần lộc nấy sẽ đáy cấy bay. Nông sẽ đạt tóc hạt đáy cấy bay hạt xoan. Nông sẽ thêm tự hào lai. Mà lan, nông sẽ dài thoại hay cháu hân dậu đầy lan tỏ say hạt. Phổ biến hơn ạ. Do là cái thời lượng của cái môn âm nhạc là mỗi tuần chỉ có một tiết thôi. Mà cái chương trình địa phương lại đưa vào. Cháu nguyên đầu tại hạt xoan háo rơi, dậu đời trương sẽ lục lại hó lai. Về cháu bụi to hạt xoan, sư là lão to háo cú bay lập cấu. Nên món câu tật lồng ghép háo, cháu sơ ngoại khóa. Mới sư cháu sơ to mà sơ, mà thế. Ăn hó thêm sẽ là cháu lực đếch tộc thầy, mấy năng khiếu. Sư là nơi hơn cháu lực đếch mấy mấy năng khiếu. Về tiết tấu hong hạt xoan, măn sẽ hơi hó tộc. Nên cháu nông sẽ mấy thân tộc lại. Tầng mà cháu ăn hó hong, món câu sẽ đã cố gắng khắc phục. Sao lộc nấy sẽ mấy lai nông, thân dạo, dậu làn trưởng, lai nông sẽ đã hạt. Cháu chương trình triển khai mà chương trình hạt xoan. Sau, cháu hoạt động nóc giờ hơn lớp, lồng ghép hào cháu giờ âm nhạc, sư cháu nông đều hào hứng tham gia. Xác định rõ đề tâm quan trọng hồng vệ tại di sản hạt xoan, hào trước tộc thầy, tá lai bấy nấy, trường sẽ đá tổ chức cái lực đạch tộc thầy, tham gia, tìm hiểu mà hạt xoan, rời hạt xoan, hào cháu giờ tộc âm nhạc. Tăng cường cháu hoạt động tìm hiểu giao lưu giữa cháu trương dậu đầy ven phòng trao rời hạt xoan dậu đầy lan trưởng xe đã phát huy đáy hiệu quả tích cực.
Đờ cháu lực đạch tộc thầy ná thêm mà, cháu giá trị văn hóa, tinh thần bậc. Kết tinh, đời cháu bách hạt xoan, có phân, đùi mò toàn diện mà, giáo dục, đời về cột mô hình, làn trường tộc thầy, gắn con di sản văn hóa. Để giáo dục cho học sinh cái ý thức giữ gìn, phát huy và bảo tồn. Làn trường sẽ đã triển khai công tác tuyên truyền lên toàn thể cán bộ giáo viên. Sau, cháu lắc đạch tộc thầy dậu đời trường mà giá trị di sản văn hóa hong sân cháy cáng trông. Đời hong mây di sản hạt xoan Phú Thọ. Đời thông là rời hạt xoan, đời cháu tiết tốc bộ môn âm nhạc. Đời tham là cục đích hấp, hầu cháu bộ môn mây chương trình ngoại khóa. Mà sợ mà thánh, tài thời là cục lồng ghép, cháu hoạt động văn hóa văn nghệ hồng lan trường, hào cháu nguyên lễ bậc. Thông qua tất cả cháu hoạt động hồng, sẽ rơi tộc thầy nâng thang ý thức trách nhiệm, phát huy, sự gìn sạo bảo tồn di sản văn hóa, hồng sân cháy cáng trông, đời hồng mây hạt xoan. Ý thức trách nhiệm về phát huy, bảo tồn và giữ gìn cái di sản văn hóa dân tộc nói chung, trong đó có hát xoan Phú Thọ. Phú Thọ sẽ làm mệt tôm hong cháu di sản độc đáo, đặc biệt là mẩy thong di sản văn hóa hong thế giới, sẽ là hạt xoan, sạo, tín ngưỡng, thờ bệt hùng vương. Đời hong, về tại di sản văn hóa hạt xoan hầu trương tộc thầy, sẽ là về cục, cần thiết lai, sạo đa ao thoại hiệu quả cái lợi. Hong sẽ là ăn tín hiệu mây bòn, đời về bảo tôn, sạo, giữ gìn di sản văn hóa quay hong. Hân lào đời cháu hất nóm. Tá phong trao nấy, cháu nông mấy chỉ đáy tóc hạt, mà nừng. Ná nhân ọc cháu giá trị văn hóa bậc, kết tinh đời cháu lan điệu dân ca, hồng bán mương Phú Thọ. Cây cây cháu ra cháu ôm, sau cháu ban, lăng tham bay, cột mô hình, trương tộc thầy gắn con di sản văn hóa, lần lộc nấy, bạc phân bạc cháu trương tộc thầy, dậu khẩn ven lão đòi yên lập, đá cúc vịt tại hạt xoan, hào rơi dậu trường tộc thầy, thông qua bộ môn âm nhạc, sau cháu hoạt động dậu ngoại khóa. Con vịt hong, cháu trương tộc thầy nâng tổ chức, sau duy trì, hoạt động đời, hong cháu câu lạc bộ hạt xoan, hong lực địch tộc thầy, dậu đời lan trường. Tá hong đã có phân bảo tôn, sự gìn sạo phát huy, hơn thêm giá trị hạt xoan, hong thánh Phú Thọ. Cháu thinh hạt đầy thịnh nghi, cháu xâm hạt xoan mướt mả, đáy cháu lực đếch tộc thầy, hong câu lạc bộ hạt xoan, trường trung học cơ sở Thượng Long. Trinh diễn đã trở thành quen thuộc, dậu ăn trương tộc thầy dậu tên họ đấy. Cháu ăn nám mấy bòn, còn cháu tôi mẩy mú ổn lai, kèm cháu động tác, hong cháu lăn điệu xoan. Cháu lắc đạch tộc thầy, nương đang hoa lẩu, đều cảm nhận đấy cháu ăn giá trị văn hóa, hong lan điệu xoan. Mặc dù thành viên hoặc câu lạc bộ sẽ là ý thui, từng đấy cháu thấy cô giáo dậu nấy rơi, trao chuyên, bình tất cả tình yêu, ăn đam mê sạo trách nhiệm, còn xâm hạt xoan cội nguồn, nên cháu nông sẽ đá khá thanh thục, còn cháu xâm hạt điệu mú. Em cảm thấy rất là tự hào khi được tham gia vào câu lạc bộ hát xoan của trường ạ. Lộc đất tộc, nông xe thên hó, tầng càng to, sư nông càng thân. Lộc nấy, nông đã tộc để tham bài hạt. Sao nông sẽ rơi thoại, hay cháu hát dậu đài lan nào, sao cháu hát đài bán. Vào trong các dịp lễ của nhà trường, lộc đất tộc nông sẽ thên hó lai, nông sẽ đã cố gắng tộc, sao đã hát đài lai bài. Đều cháu nông thêm ná, thêm thân, sao trinh diễn thuân thục cháu lan điệu hạt xoan cao. Trường trung học cơ sở Thượng Long đã tổ chức cháu cuộc thi tham gia giao lưu tìm hiểu ma hạt xoan. Còn với hong, mặc dù nhưng lộp lai hó, tầng làn trường sẽ đã cố gắng thuê bô con hay cháu nông tắn. Cháu dụng cụ phục vụ hay viết rời hạt xoan, sao cháu hoạt động hong câu lạc bộ nâng thanh phách.
Con Song Loan. Câu lạc bộ hát xoan của trường tôi thì được thành lập rất là nhiều năm nay rồi. Câu lạc bộ hát xoan Hồng Lan trường Hoàng Câu sẽ đã thành lập đầy lai bấy nấy. Sau đã thu hút đầy lai lực đích tộc thầy tham gia. Sau cháu nông sẽ hào hứng lai lộc tham gia. Ngọn câu sẽ đã tuyên truyền hãy cháu nông là lộc cháu nông mà lan mấy sư hoạt động thiếu nhi dậu đề bán. Sư tuyên truyền lần cháu lực đích ý dậu đề bán. Đời xóa tộc kém. Tuyên truyền rộng rãi cho mọi người ở trong thôn cũng như ở trong xã. Còn cháu giải pháp thiết thức mà trường trung học cơ sở Thượng Long đã cúc đời vết giữ gìn sau phát huy giá trị hạt xoan. Câu lạc bộ hạt xoan Hồng Lan trường nghiền càng phục vệ hiệu quả thu hút đại ăn tham gia lai Hồng Lực Địch sau giáo viên Hồng Lan trường. Lộc ấm thành lập câu lạc bộ ấm mây xếp thành viên, sư lộc nấy đá mây tham xếp thành viên. Đời hồng mây, ngây xếp được đánh tộc thầy Hồng Lan trưởng, sau xếp thầy cô giáo tham gia. Từ khi câu lạc bộ hát xoan của nhà trường được thành lập, nó đã góp phần không nhỏ trong việc giáo dục. Tà lộc câu lạc bộ hát xoan Hồng Lan trường đáy quốc, man sẽ đã có phần mấy ý đời về rơi truyền thống Hồng Lan trường. Đỡ cháu nông, mời ăn, ná lạc hơn, ná lai hơn, mà cháu giá trị văn hóa, lịch sử Hồng Thánh Phú Thọ. Món câu sẽ thường xuyên tổ chức cháu bụi giao lưu hay cháu nông. Sau qua cháu bụi giao lưu to sau, cháu nông đài phát triển lai kỹ năng mềm. Sau khẩn hong sẽ là ăn tự tin hơn cháu nông, kỹ năng hòa nhập, còn cộng đồng. Sau ý thức trách nhiệm, sự gìn sau phát huy di sản văn hóa, đời hong mây sầm hạt xoan. Sầm hạt xoan, nghền con. Chị long hớn giọt đen sân đanh, cao hàn xì. Tầng lộc nấy, hạt xoan, đá sơ đang, long hớn, đời cháu ăn trương giọt đen thang. Đen mầy cháu lực đếch tộc thầy, đang tọc xạo rèn luyện. Lành lan tỏa hong xâm hạt giọt đen, mệt tôm chó trông. Đá đưa cháu nông lực đếch tộc thầy, ná trân trọng, ná giữ gìn, quay cháu giá trị văn hóa truyền thống hong sân cháy, hong bán mưng, tá hong. Nhân hơn ăn niềm tự hào sân cháy, đời ăn tông lực đánh tóc thầy. Kênh cây cháu ra cháu ông, sao cháu ban, con vịt ấn mênh, vịt rời hạt xoan, dậu cháu trước tóc thầy. Cháu sơ, dậu cần ven láo đôi yên lập, đừng thành lập sao duy trì, phát triển cháu câu lạc bộ hạt xoan, dậu đời cháu bán mưng. Cháu câu lạc bộ nấy duy trì hoạt động đều đặn, cục vệch mẩy hiệu quả, có phân dự gìn quảng bá hạt xoan, lân lai hân, lai thanh phân sân cháy, dậu khẩn ven. Đây sẽ là dán bụi tập hồng câu lạc bộ hạt xoan sau dân ca Phú Thọ, sơ Thượng Long ven yên lập. Theo chuẩn bị, hãy cúc thi. Hạt xoan dạo dân ca Phú Thọ là lớn. Mặc dù cháu thành viên dậu câu lạc bộ đều sẽ là hẳn thăng thụi, tăng phê tập luyện dậu nấy, đây cháu thành viên tham gia sẽ nhiệt tình lai. Còn xâm hạt xoan mượt mả dạo đàm thám. Bày thông xin lên xếp ngay, cần nền tảng câu lạc bộ, đan dạo hạt dân ca, hồng sơ Thượng Long. Câu lạc bộ hạt xoan sạo dân ca Phú Thọ sơ Thượng Long đại quốc có tổng số tham xếp hội viên sẽ là cháu ăn thân hạt xoan dậu cháu xa dậu khẩn ven. Đời cháu bê qua câu lạc bộ đã duy trì đời lên sinh hoạt hàng bươn tập luyện lại tiến bộ hạt xoan cháu tiến bộ văn nghệ truyền thống hong hân sân cháy mương giao sạo dân ca dậu cháu mết tông cạc đều có phần giữ gìn bảo tồn. Sau phát huy cháu giá trị văn hóa truyền thống hong bán mương, hong cháu sân cháy dậu khẩn ven. Mặc dù cháu thành viên hong câu lạc bộ đều là hẳn thang thui, tăng về luyện tập dậu nấy, đấy cháu thành viên tham gia nhiệt tình lai. Còn cháu sân hạt xoan, mượt mả dậu đàm thám. Qua cái 10 năm là tôi đã được tham gia câu lạc bộ ấy thì tham gia câu lạc bộ đầy xếp bay nấy, câu xây thân lai.
cầu sẽ đã nhuyễn nhuyễn tất cả cháu lát điệu hạt xoan đầy to, nâng là xoan gẹo, xoan cạo, xoan cách, cứ háo nghét cúi bươn là món cầu phần tất cả cháu hội viên tập hợp thoại đều tập luyện. Xe là hẳn tại hạt xoan mà có tên hẳn sân cháy nó hẳn dầu nấy. Bà Đinh Thị Phúc, chủ nhiệm câu lạc bộ hạt xoan xạo dân ca Phú Thọ, xã Thượng Long, ven Yên Lập Hay Ná. Hạt xoan mời lèng thu hút kỳ lạ con phá. Đấy bê tập huấn, đầy tóc xạo nắm vững cháu kỹ thuật, cháu bay hạt xoan, xạo ma chuyên thoại. Còn cháu thành viên dầu đến câu lạc bộ, bà thêm tự hào lai, sao sẽ ai có thể duy trì đấy câu lạc bộ, lảy mà lăng nấy, hỏi bậc sao phát triển hơn thêm, lần cháu hất nóm. Hoạt động của câu lạc bộ rất là sôi nổi và cũng rất là chị anh. Hoạt động của câu lạc bộ là bè nung, xe tâm huyết lai con hạt xoan. Nên sẽ dần dần sẽ ngấm háo cháu hất nóm, cứ háo nghét cúi bươn là món câu phần tập luyện. Tất cả cháu hội viên tập hợp thoại đều tập luyện. Thấm gần cái di sản văn hóa của tỉnh Phú Thọ mình đã được UNESCO công nhận. Tham gia câu lạc bộ hạt xoan xạo dân ca Phú Thọ xã Thượng Long, xe mẩy lai hân dậu cháu xa to cạc. Tầng mẩy trông giặt ăn là ăn thân con cháu bé hạt xoan. Ăn ai đấy cóp giặt phân ý hoang lao, đời việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa đấy. Đấy thành lập để hơn xếp bầy, câu lạc bộ đã duy trì lịch sinh hoạt hàng bươn. Dạo thường xuyên tổ chức biểu diễn, dậu cháu nghen lễ, nghền kỷ niệm bậc hoang lan nốm. Tuyên truyền cháu nhiệm vụ chính trị hoang ven, dạo cháu sợ. Chăn nấy sẽ là cơ sở, sẽ là nền tảng. Đều hạt xoan lan tỏa mạnh hơn thêm lần cháu tên hận sân chế nơi hân tên thang hoang ven lão đời Yên Lập đi biểu diễn cứ háo cháu nghiên hồi dậu đền hùng là món câu phần má nấy dậu khẩn nấy sẽ bê tham gia tập luyện làng sư bay tuyên truyền hay cháu bán nước dậu khái đều tơi tỏ sạch to dậu tỏ sạch bảo vệ ăn di sản văn hóa hoang sân chế. Nọc vẹt tích cực tham gia biểu diễn, đời cháu nghen lễ, nghền kỷ niệm bậc hoang lan nốm. Dậu khẩn xa khẩn ven, câu lạc bộ hạt xoan xạo dân ca Phú Thọ, xa Thượng Long ven Yên Lập, sẽ thường xuyên tổ chức cháu bụi liên hoan, giao lưu văn nghệ, tạo môi trường hay xâm hạt xoan, đầy giữ gìn sao phát huy, trở thành giạt nét sinh hoạt văn hóa, thương nhật đời đời đẹp hồng bán mưng. Lúc nấy, cháu thành viên dậu đầy câu lạc bộ sẽ là hẳn thang thụi. Nên hướng cúc vệch đời hồi đời cháu bay lần là sẽ tại hẳn nóm háu câu lạc bộ, bình vệch hướng hạt xoan mà cháu bán mưng, đều thu hút cháu bán nóm tham gia, lăng hoang tại háu câu lạc bộ, phối hấp con trước tộc thầy dậu khẩn sợ, đều hạt xoan. Đấy phổ biến lại hơn thêm lần lực địch tộc thầy. Cũng muốn là cấp trên các cấp cũng mong quan tâm món câu, một chút nào về kinh phí cấp để khẩn. Cho câu lạc bộ quan tâm động, cho nó, lần câu lạc bộ mạnh mẽ hơn. Nâng là ma sen theo câu lạc bộ hoạt động đấy mạnh hơn. Tài thông là câu lạc bộ lọc đấy sẽ hoàn toàn hẳn kè, nên món câu sẽ ai cháu cấp sức khẩn, xa ven, cao, cháu hất nóm, mẩy năng lực mà đuổi hẻ món câu. Thay thế chúng tôi. Thì hiện nay, đảng ủy, ủy ban nhân dân sẽ quan tâm lại, sao tạo điều kiện mà cơ sở vật chất, sao giặt phân xẻn đều hãy câu lạc bộ phục vệ, hàng bày, vẫn tạo điều kiện hãy câu lạc bộ tham gia, con cháu hoạt động sâu rộng, rộng khẩn sợ. Dậu đời dạo nọc ven, còn việc không, sẽ đã tạo điều kiện để câu lạc bộ với giao lưu con cháu đơn vị bàn, đều đá hồng, thúc đẩy phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, hồng sơ nghiên cảm bay hớn. Ăn phát triển hồng cháu câu lạc bộ hạt xoan dậu đời thánh Phú Thọ, đặc biệt là dậu tên cây, tên thang, tên lão đòi, nâng ven Yên Lập đá phân lây hái thên, lẻng đẹp mánh liết, dạo ăn lan tỏa mang hồng hạt xoan. Còn phía không khẳng định ăn nỗ lực hồng cháu cấp chính quyền sao hần cháu xúc hần sân cháy giúp hần thánh Phú Thọ đời việc tiếp tục giữ gìn và phát huy hơn thêm di sản văn hóa hạt xoan Phú Thọ.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tham gia đầy đủ các cái buổi tập huấn cũng như là các cái cuộc thi do đời cháu bay lần món câu tiếp tục tham gia đo cháu buổi tập huấn sao cháu quốc thi do Thánh tổ chức món câu tiếp tục tuyên truyền sâu rộng lên cấp ủy đảng sao chú trọng nhất là công tác tuyên truyền lên cháu câu lạc bộ sao hướng dẫn lên cháu đơn vị cháu đồng chí công chức văn hóa xã thành lập mọi cháu câu lạc bộ duy trì cháu câu lạc bộ mày nghệ nhân đá đáy bê tập huấn đáy chuyên rời thành lập thêm cháu câu lạc bộ hồng cháu xã mắng mấy câu lạc bộ văn nghệ thể thao đặc biệt là tiếp tục phối hợp con cháu Phương Xoan hồng thành phố Việt Trì sánh cháu nghệ nhân mà theo tạo cảm hứng hay cháu câu lạc bộ nấy đọc nghiên cứu sạo rời các cái câu lạc bộ học tập và nghiên cứu và cũng như là truyền dạy đều có phần bảo tồn sau phát huy giá trị hồng hạt xoan còn về vai trò hồng cháu cơ quan quản lý lát nôm cháu cấp xe cần lai ăn trong mây ăn vào của hồng cả bán mức đời về truyền dạy tổ chức cháu hoạt động tín ngưỡng trình diễn hạt xoan tài hạt xoan thực sự nền càng lan tỏa sau mấy lẻn đẹp mánh liết dạo đời đầy đẹp tinh thần hồng hân dân. Cây cây cháu ra cháu ông sao cháu ban đáy cúc đá bay thong xin lên lốc nấy đội văn nghệ dân gian hân giao quân trẻ dậu bán xếp ngây xa xuân thủy ven yên lập đã thu hút đến lại thành viên dậu mọi lứa tuổi tham gia. Tòa hong có phần giữ gìn bản sắc văn hóa hong dân cháy dậu cần sơ láo đo đấy. Đấy sẽ là giặt bụi tập văn nghệ hong đội văn nghệ dậu bán xếp thong sơ xuân thủy. Điệu mú mà cháu thành viên đời đội văn nghệ biểu diễn sẽ là điệu mú tàu, truyền thống hồng hân sân chế giao. Điệu mú tàu sẽ là giặt đời cháu nghi lễ, khơi lời thần linh, bôn tôm, đã cứu đỡ hần giao. Têu hần giao mấy bế thai, sau mấy cơ hội, đẹp cục kênh sau mệt tôm bọ. Còn lộc mú, hần giao được chuẩn bị kỹ, cháu dụng cụ, nâng sơ, kiếm, chuông, bó le, sau sắp rèn sau con đây hong kiếm đáy coi nâng là thứ vũ khí têu bảo vệ bán mưng sân cháy chuông đúc tinh đồng sau đáy dung đời cháu xếp lễ nèn hung hân sao lộc phơi tranh treo sư tức mẩy thính chuông sập rèn xe là dụng cụ đáy cúc bình chất liệu đông mới sư nhôm sập xèng xe là dụng cụ bắt buộc tập mẩy đời điệu mú tàu bó le xe là dụng cụ hong sân cháy đáy cúc bình mây tất cả cháu loại nha cụ sẽ cúc hớn giặt bản âm hưởng đây thỉnh nghi đời lộc mú tàu cháu dụng cụ dao kiếm xe đáy cắm lông mền làn thường sư đời giặt bắt cục nền giặt điệu mú tàu thường mú lắp vây lắp ma tá xếp ngây lân xếp há bắt dân tộc Dao của chúng tôi thì mang cái bản sắc dân tộc điệu mú tàu nấy sẽ là điệu mú truyền thống món câu thường đấy mùa háo xếp nền giặt mới xưa là nền cấp giá không hân giao cháu hân thang thui nâng câu người con đấy cha ông truyền dời thôi sư lộc nấy món câu xe truyền thoại điệu mú tàu nấy món câu xe ai màn đáy lưu chuyên mãi mà lăng nấy về nấy sẽ là nét truyền thống hong hân sao mấy thể khánh đáy mang ý nghĩa là cầu mùa cầu sức khỏe. Ông Dương Trung Lộc, đội trưởng đội văn nghệ dân gian hần giao do bán xếp ngây hé ná còn mong muốn bảo tồn sau phát huy cháu giá trị văn hóa truyền thống hung sân cháy ông sau cháu hân thang thui sau đây bán đá dân ọc cuộc đội văn nghệ lộc ấm cúc đội chị mây cấy hân lần lộc nấy
đá mấy ai ngươi xếp thành viên tham gia sậu lai lứa thui tò trông rất sở thích ăn thân con cháu điệu múa truyền thống hùng hân giao nâng múa chuông múa tao lăng cháu nghiên cốc vết bạc sau lốn con công vết sậu tông cháu thanh viên sậu đại đội phản tổ chức sinh hoạt sậu làn văn hóa bán. Cái điệu múa rùa này được trích ở một trong cái đoạn tết nhảy của người Dao. Người Dao là tổ chức làm tết nhảy là từ khoảng 15 âm lịch, 15 tháng 12 âm lịch để đi. Điệu múa món câu vừa biểu diễn sẽ là điệu múa tao. Điệu múa nấy, mấy thể thiếu đấy, đời nên cấp xác không hơn Dao. Món câu tham gia háo đội văn nghệ nấy, theo dự dỉn thoại, cháu điệu múa hong sân cháy. Theo truyền thoại, cháu điệu múa hong hân sao hay cháu hất nóm. Vui cùng là múa nhảy cùng và cũng là tập luyện luôn. Nọc luyện tập cháu bái hạt điệu múa, cháu thanh viên thang thui đòi đội văn nghệ, nừng tích cực truyền dài thoại, hay cháu hất nóm. Đều cháu hất nóm, ná hơn mà cháu giá trị truyền thống, hong hân sân cháy lau. Có phân dư gìn sau phát huy bản sắc văn hóa truyền thống hông hân Dao nhờ ăn chỉ rơi đợt nhiệt tình hông cháu hân thang thui dậu đai bán mà đội văn nghệ đã hoạt động hiệu quả cháu nét đời văn hóa truyền thống hông hân sân chế Dao quân chẹt đầy khôi phục sau chuyển thoi hay cháu hân dậu đai bán nhất là hận nóm. Xe là hần, nóng tui, tham gia háo đội mù nấy, sư câu thêm mấy bân lai, tham gia háo đội mù nấy, đáy cấy bay, lọc đức câu sư thêm hó, tân tập dần sư thêm thân lai, câu sư ấy truyền dây thôi, điệu mù nấy, hay cháu lan ý, đều sư gìn, thôi bản sắc văn hóa hôn hân Dao muốn câu. Nọc tham gia phong trào văn hóa văn nghệ dậu địa phương, đội văn nghệ hân sân chế Dao bán xếp ngây, hoàng bay, nừng bay biểu diễn sau lễ hội đền hùng. Tá hong tạo không khí mấy phần. Phấn khởi hay cháu thanh viên, lấy chan xe là nguồn cổ vũ tinh thần hay cháu thanh viên đời đội văn nghệ, sau hần dâu đời bán. Tỏ say cộc kênh, tỏ sậu, công tác đạt hiệu quả, đồng thời quảng bá. Cháu điệu vũ truyền thống hông hân Dao lần con hết thập phương. Chúng tôi cũng phối hợp với phòng di sản văn hóa làm tốt cái công tác này và đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo đảng ủy ủy ban dân xã món câu xe đá động viên hần dâu đời bán giữ gìn bản sắc văn hóa hông sân chế lau giữ gìn cái văn hóa phi vật thể này hào xếp nền món câu tổ chức cháu bụi giao lưu văn hóa đều hần sân chế mời xếp tổ chức tội cháu điệu mú bài hát hông sân chế lau ta hôm có phân giữ gìn bản sắc văn hóa hông sân chế và các đồng vào dân tộc Dao trên địa bàn toàn huyện. Cháu hoạt động hong đội văn nghệ đã có phần bảo tồn sau lưu giữ nét đời văn hóa truyền thống hong hân Dao quân triệt dậu địa phương đồng thời cục phong phú thêm đời đẹp tinh thần hong hân dậu đấy có phần cục hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết cục đời đẹp văn hóa dậu phần ven yên lập.